Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. 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 Buddhaṃ saraṇang gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tham mang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đố tí dâm bí bút hằng saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đố tí dâm bí tham mang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đố tí dâm bí sang khang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyambhi Buddhaṃ saraṇang gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyambhi Dhammaṃ saraṇang gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyambhi Sankhaṃ saraṇang gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tisaganakahanang paripunang. Pháp uy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Bà na ti bà ta Veramani Sikha Padang Samadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Veramani Sikha Padang Samadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumichacharave Ramani Sikha Padang Samadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa Vadaave Ramani Sikha Padang Samadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sudrame Rajamachapamadathana Veramani Sikha Padang Samadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani Panchasikha Badani Satu Kang Katua Appamade Nanichaka Lang Samarakitabang. Các Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới rồi, hãy ráng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Sile na sukatin yanti, sile na phogasambada, sile na niputin yanti tasma silang viso tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh đạt được đạo quả Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy, chư Phật tử hãy giữ gìn giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Thưa vị, thì theo cái sự phân công và cái lịch trình của sư thì ngày hôm nay sư đến đây để tiếp tục với quý vị về cái bài kinh số 10, kinh niệm xứ. Sư nhớ là cách đây là hơn một tháng rồi sư mới quay lại đây đúng không? Nhưng mà khi mà nhận lại cái bài đó thì nó cứ lẫn quẩn cái dòng đó, sư cứ nhận lại cái 32 thể trượt. Có nghĩa là sư nhớ là cách đây là một tháng hơn sư cũng dạy quý vị cái đó mà 2 buổi 3 buổi đó. Rồi bây giờ cái nghỉ cho đã vô cái quay lại sư cũng dính vô cái bài đó. Nghĩa là sư cứ dính vòng vòng nó không thoát ra được. Sư cũng không hiểu sao nữa. Mà sư cũng cố gắng làm sao để quý vị cho nó xong được cái bài này. Chứ sư thấy là bài này quá trời dài rồi. Thì hôm nay sư cũng cố gắng để mình kết thúc được cái phần quán thân. Để tuần sau thì mình sẽ qua quán thọ một buổi thôi. Làm sao mà mình học cho nó hết trọn vẹn đi chứ mà. Sư nghe nói cũng gần hết khóa hay là này nọ đó. Mà mình cứ lững hoài, nay mốt mình tu nửa chừng không biết tu làm sao. Dạ thì tiếp theo cái phần ngày hôm nay sư sẽ giảng cho quý vị là về Iriyāpatha, có nghĩa là oai nghi. Thì ở đây quý vị đi chùa mình cũng đã biết rằng là oai nghi là gì? Là 4 cái hành động của thân thể gọi là đại oai nghi. Thì gồm có 4 cái là gì? Đi, đứng, nằm, ngồi. Nhưng mà sư không biết là tại sao mình ở Việt Nam mình cứ gọi là đi, đứng, nằm, ngồi. Nhưng mà ở trong bài kinh này á, ở trong chánh kinh đó, thì Đức Phật Ngài hay dạy là đi, đứng, ngồi, nằm. Nhưng mà không biết sao Việt Nam mình cứ gọi là đi, đứng, nằm, ngồi không à. Tại vì đi rồi đứng lại rồi ngồi xuống rồi mới nằm. Còn của mình là đi cho đã vô rồi đứng lại rồi nằm bắt đầu mới ngồi lên. Nhưng mà thật ra là theo thứ tự là đi, đứng, ngồi, nằm. Ở bên Thái cũng vậy. Nhưng mà ở Việt Nam thì từ xưa đến giờ mình cứ nghe là cứ tứ oai nghi là đi, đứng, nằm, ngồi. Nó kệ, miễn sao mình hiểu được rồi. Thưa vị, thì này các tỷ kheo đi, tuệ tri là tôi đi, đứng, ngồi, nằm. Tất cả khi mà mình sử dụng 4 oai nghi đó đó, mình phải biết rằng là mình đang đi, mình đang đứng, đang ngồi, đang nằm. Thật ra quý vị, mình nói là tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi. Nhưng mà cái tôi đó đó, cái này có thể là do cái bản dịch, hoặc là do có nghĩa là mình truyền đạt lại. Cho nên khi mà mình đi hành thiền á, thì đôi khi á, mình có được cái ngôn ngữ để mình diễn đạt, mình trình bày đối với cái vị thiền sư đó, nó sẽ tốt hơn. Chứ mà đôi khi qua một cái người thông dịch đó, thì cái mà mình muốn trình với thiền sư á, nó sẽ bị gọi là tam sao thất bản. Giống như nói là thiền mà tại sao nói là tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi. Thực ra không có cái chữ tôi ở đây. Nhưng mà bản thân, tại vì cái động từ Bali á, căn bản á, là nhìn vô cái từ đó là mình biết được là ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Cho nên khi mà dịch qua tiếng Việt á, thì đem cái chữ tôi vào trong đó. Thì ở đây thưa quý vị, 4 đại oai nghi là 4 tư thế sinh hoạt trong cái đời sống, gồm đi, đứng, ngồi, nằm. Những cái hành động đi, đứng, ngồi, nằm đó, nó là một cái hành động tự nhiên, không bắt buộc. Giống như chúng ta ngồi, chúng ta nằm, chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta đều có thở đúng không? Hít vào, thở ra, đồ này nọ, nó là một cái tự nhiên. thì cái việc mà mình đi đứng ngồi nằm nó cũng là một cái hành động tự nhiên. Hành động tự nhiên không cần phải ép buộc. Cho nên khi mà hành thiền đối với cái phương pháp, về cái phương pháp này đó, thì cái hành động của chúng ta cũng phải tự nhiên. Nhưng mà gì? Chúng ta phải quan sát từng cái hành động cử chỉ của đi đứng ngồi nằm. Giống như bình thường á, mình đi đứng ngồi, mình đi làm sao? Mình đi thì mình cứ ẹo tới ẹo lui, hoặc là mình đi đánh đồng xa. Ở miền Tây thì sẽ gọi là đánh đồng xa, sao không biết trên đây quý vị gọi là cái gì? Mà cái tay trước tay sau á. Dạ. Thì đi mà đánh tay trước tay sau thì không được. Giống như trong luật của mấy sư cũng vậy, đi không được đánh đồng xa. Có nghĩa là đi là phải nghiêm trang, hoặc là đi là mình phải nhìn xuống. Thì cũng vậy, mình đi như vậy đó, mình cũng đi tự nhiên. Nhưng cái đi của mình là mình biết mình đang đi, chứ không phải là mình đang đi mà mình nghĩ tới bà 8, bà 9, bà 10. Thì không phải. Cái đó là mình không có chánh niệm, mình không có ghi nhận vào cái hành động của mình. Thì ở đây á, cái nhiệm vụ của cái người hành giả trong cái pháp tu này là gì? Mình phải quan sát từng cái oai nghi và mình ghi nhận nó trong mọi hành động cử chỉ. Thì như vậy mới là gọi là tu tập. Chứ thật sự ra đi đứng nằm ngồi ai cũng đi được, nhưng quan trọng là mình có biết cái mình đang đi hay không, mình biết mình đang nằm, mình đang đứng, mình đang ngồi hay không. Cái đó nó mới quan trọng. Ở đây á, giống như hồi nãy sư nói, dịch là tôi đi, tôi nằm, tôi ngồi, tôi đứng. Thật ra không có cái tôi nào ở trong đây hết, không có cái chúng sanh nào hết, không có cái người nào hết. Cho nên á, vì mình chấp vào đây là tôi, đây là của tôi, cho nên mình nghĩ rằng có một người đang đi, có một chúng sanh đang đi. Cho nên bây giờ lỡ mà ai đang đi mà đụng mình một cái là mình quay lại mình quạo liền á. Tại vì mình đang nghĩ rằng là cái tôi đang bị đụng chạm. Chứ thật sự ra bây giờ quý vị cứ nói ngũ uẩn đang đi, có một cái ngũ uẩn khác đụng vô ngũ uẩn này cũng y chang nhau à. Nhưng mà bây giờ lỡ như có một mình đang đi, tự nhiên có cái cô hoa hậu cổ đi đến đụng vô mình cái mình thích, mà tự nhiên có người cầm cây đụng vô mình cái mình đau, cái mình chửi. Cũng là một cái xúc chạm, nhưng mà hai cái đó mình phân biệt ra rõ ràng. Giống như mình đang ngồi, mình đang ngồi ở đây, đang máy lạnh đây rất là mát, mình rất là thoải mái, mình rất là thích tâm than. Nhưng mà tự nhiên đang ngồi đây tự nhiên cúp điện, trời nóng, tâm sân nổi lên. Cũng là một cái đó, nhưng mà mình không quan sát, mình không ghi nhận người. Thành ra phân biệt được người khéo tu và người không khéo tu là ở cái chỗ đó. Mình quan sát, mình ghi nhận từng cái hành động cử chỉ của mình thì mới đúng là một người có sự tu tập. Cho nên ở trong chú giải của cái bài kinh này á, định nghĩa là gì? Sự đi là cái kết quả của cái sự phát sanh do cái phong đại gọi là nguyên tố gió nó tạo thành. Cái nguyên tố gió đó nó làm cho mình đi đến. Tại vì cái bản chất, cái đặc tính của gió là gì? Gió là cái sự chuyển động, sự di chuyển, nó đẩy mình đi. Giống như con người mình, hồi mấy tuần trước quý vị đã học bài tứ đại rồi, thì mới biết là trong cơ thể mình nó là có 4 đại: đất, nước, lửa, gió. Cái nào là đất, cái nào là gió, cái nào là nước, cái nào là tứ đại trong đó, mình phân biệt được. Thì cái hành động mình đi nó cũng là do có cái gió nó đẩy mình tới. Đó là do tâm. Mình muốn đi, vị hành giả biết rõ rằng là khi mà mình khởi lên cái tâm là sẽ đi. Sư bỏ cái chữ tôi đi. Ở đây nếu mà đúng là tôi sẽ đi, có nghĩa là mình nghĩ trong đầu của mình, nhưng mà sư không thích cái chữ tôi. Mình nghĩ là sẽ đi. Thì khi mà mình khởi lên cái tâm đó thì cái sanh ra cái chất gió, và cái chất gió, cái sắc gió đó là cái sắc biểu tri, do sanh lên do cái sự chuyển động, và cho nên cái thân mình nó đẩy lên phía trước. Và cái chất gió đó nó tạo do tâm tạo ra, biểu hiện ra bằng đó là cái sự đi. Đó, mình phân tích như vậy thì mình rõ ràng là đâu nó có một cái con người nào trong đó. Cái suy nghĩ sẽ đi á, ở đây là tạo nhiều cái tổ hợp tám sắc bất ly. Nếu như quý vị có học ở trong vi diệu pháp phi tham á, thì mình sẽ biết được tám sắc bất ly là gì. Tám sắc bất ly là gồm có đất, nước, lửa, gió, sắc cảnh thinh, sắc cảnh vị và vật thực. Thì ở đây sư nói cho vị dễ hiểu, Cá La Bá là một cái tổ hợp một cái đơn vị sắc nhỏ nhất. Sắc pháp đó quý vị, nó không thể nào đứng riêng lẻ một mình được, mà nó phải trở thành một cái tổ hợp. Thì một cái tổ hợp này là một đơn vị nhỏ nhất, gồm 8 sắc, gọi là 8 sắc bất ly, có nghĩa là không thể phân tích được nữa, không thể phân rời ra được nữa. Thì 8 sắc bất ly đó, rồi có thân biểu tri, có nghĩa là biểu hiện ra bằng thân. Thì khi mà mình chuyển động của thân, do cái sự khuếch đại của gió, cho nên hướng mình đến cái sự đi. Và đó là cái định nghĩa của cái sự đi ở trong chú giải của bài kinh niệm xứ này. Thì mình thấy cái việc mà mình đi, đứng, ngồi, nằm, nó cũng được giải thích tương tự như vậy. Chứ thật ra không có sư Định Phúc nào đi, cũng không có một anh nào, không có một cô, một chị nào đi hết. Thật ra đó chỉ là do tâm tạo và do cấu tạo từ cái đẩy đi của gió, nó mình mới đi. Thì đứng cũng vậy, đứng có nghĩa là gì? Đứng có nghĩa là mình đứng ở trên một cái mặt phẳng, mình đạp toàn thân từ ở trên của mình, từ ở trên đỉnh đầu của mình đi thẳng xuống đất, đó là đứng, là cái tính gọi là tính căng của gió. Còn mình đi là gì? Cái sự chuyển động, cái sự đẩy của gió. Còn đứng là cái sự mình đứng lại một chỗ, mình gọi là tánh căng của gió. Còn ngồi là sao? Có nghĩa là từ ở cái đỉnh đầu của mình xô xuống tới nửa thân thì cái phần đó là phần đứng. Còn từ ở nửa thân xuống dưới chân nó sẽ bị cong, phần ở dưới của mình bị trùng. Cái sự trùng có nghĩa là cái chân của mình á, khi mà mình ngồi á thì cái lưng của mình thẳng, đúng không? Nhưng mà mình ngồi từ ở dưới cái chân mình trở xuống á, có người thì ngồi xếp bằng, có người thì ngồi một bên, có người thì ngồi trên ghế. Cho nên là cái sự trùng của cái chân của mình mỗi người sẽ khác nhau. Thì quý vị có thể dễ hiểu khi mà mình đứng là cơ thể mình nó thẳng một đường. Đó là cái tính căng của gió. Rồi cái ngồi là gì? Có nghĩa là phân nửa người ở trên thì gọi là tính căng. Nhưng mà từ nửa người trở xuống chân thì cái đội gọi là tính trùng. Rồi nằm. Nằm á, có nghĩa là nằm hẳn hoàn toàn của thân, nằm ngang. Cũng là cái tính căng luôn, nhưng mà bây giờ nó theo cái phương ngang, nó không có theo cái phương dọc như hồi nãy mình đứng nữa. Đó là cái định nghĩa một cách dễ hiểu nhất về 4 cái oai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm. Thì ở trong chú giải á, đặt ra 3 cái câu hỏi. Cô gách cho tí, có nghĩa là khi mà mình đi á, thì ai đi? Cô gách cho tí là ai đang đi? Thì thưa vị, không có ai đi hết. Nếu như mà mình còn nói là sư Định Phúc đi, ông A đi, ông B đi, hoặc là ai đi đó, thì cái đó không phải là thiền quán. Mình còn phân biệt được A đi, B đi, thì cái đó mình không phải là tu tập. Mà mình tu tập về thiền quán là gì? Không có ai đi hết. Không có chúng sanh nào đi, mà cũng không có cá nhân nào đi hết. Đi chỉ biết là đi, vậy thôi. Cái câu thứ hai là gì? Kassagammanang. Kassagammanang là cái việc đi đó là của ai? Cái câu đầu tiên là ai đi. Còn bây giờ người ta sẽ đặt cái vấn đề là đưa cái chủ ngữ, cái việc đi lên đầu tiên. Thì cái việc đi đó là của ai? Thưa vị, của ai? Không có của ai hết. Tại vì căn bản là không có ai đi, thì cái việc đi đó nó cũng có một cái kết quả là không của ai hết. Không của ông A, không của ông B, không có người nào hết. Và cái câu thứ ba là vì lý do gì có cái đi đó? Vì cái lý do gì? Hồi nãy như định nghĩa đi, đứng, ngồi, nằm là do cái gì? Do cái sự chuyển động của gió, đúng không? Thì vì lý do gì mà có cái sự đi đó? Đó là sự chuyển động, cái sự căng trùng của gió, cho nên mới tạo ra cái oai nghi đó. Giống như mình phân tích ra, đây là nước Awafina, đây là nước Lavi, đây là nước Number One. Tất cả đều là nước, đúng không? Nhưng mà mình phân biệt ra là nước này, nước nọ. Thế thật ra khi mà mình phân tích ra, nó cũng là H2O, cái này cũng H2O, cái kia cũng H2O. Đó, nó cũng y như vậy. Khi mà mình tu tập, mình phải có cái trí tuệ, mình quán xét như vậy. Thì cái việc tu tập của mình mới có sự tiến triển. Để thực hành thiền tuệ đối với cái sắc đi thì hành giả không nên bước đi chậm quá, cũng không bước đi nhanh quá. Mà ở đây bây giờ sư thấy rất là nhiều cái trường hợp là mình đi kinh hành á, mình đi thiền đi á, gọi là kinh hành, đúng không? Mình đi giống như những cái con robot á, đi rất là chậm luôn. Nhưng mà tại vì sao các vị dạy như vậy? Tại vì cái tâm của mình á, nó chưa có thuần thục, nó chưa có tu tập được một cái thời gian, coi là cái nội công của mình chưa có nhiều á. Cho nên là mình phải diễn chậm lại, slow motion lại. Có nghĩa là mình phải ngồi mình coi cho kỹ. Chứ thực ra bước đi là trái phải như vậy, đúng không? Nhưng nếu như người nào mà tu tập thuần thục rồi đó, là cứ đi trái phải là họ biết. Còn kiểu của mình không tu tập thường xuyên á, mình vẫn niệm trái phải nhưng mà niệm trái thì bước chân phải. Hoặc là cứ trái phải nhưng mà nghĩ đến cái chuyện hồi nãy kẹt xe, nghĩ đến cái chuyện hồi nãy đi chơi đi đâu đó gặp người này người kia. Có nghĩa là cái tâm mình không có dính vào trong cái đề mục. Cho nên cái việc mà mình tu tập á, là mình nếu mà đúng á, là mình đi một cách tự nhiên, không nhanh, không chậm, không sửa dáng đi mình sao mình cứ đi vậy. Còn có người đi kinh hành phải đi cho đẹp, tại vì có người quay phim, còn không quay phim là đi mình đi sao cũng được. Đó có nghĩa là mình nếu mà đúng ra mình đi kinh hành, mình đi trong bốn oai nghi thì mình phải ngồi một cách tự nhiên, đi một cách tự nhiên, đứng một cách tự nhiên, thì cái đó mình ghi nhận. Nhưng mà cái gì? Vì mình không có tu tập thuần thục cho nên là các vị thiền sư á, mới đưa ra nhiều cái bài tập. Nếu hồi xưa sư học bên Thái có những buổi đi hành thiền á, là gì? Trái phải, đầu tiên là phải bước chân phải bước trái, bước phải, bước đi chậm chậm. Cái đó là dễ nha. Rồi bắt đầu phân tích ra một bước chân theo ba bước: dở, bước đạp, dở bước đạp, dở lên, bước tới, hạ xuống, đạp. Nghĩa là làm cho cái tâm của mình phải ghi nhận từng cái bước chân của mình. Thì sau khi mà mình tu tập thuần thục như vậy đó thì mình sẽ bước nhanh hơn. Chứ sư nói tu tập cái đó mà tu 50 năm, 10 năm mốt đi ra đường chắc thành robot. Nghĩa là cái chân của mình mở lên, bước tới, hạ xuống, đạp. Phân tích làm sao mà từ cái lúc mà nghĩa là mình đang đạp dưới đất, đúng không? Cái chân mình dở nè, bước lên, hạ chân xuống, đạp. Là bắt đầu cái chân bên trái là dở, bước, đạp. Nó có nghĩa là cứ bước vậy đó. Nhưng mà cái đó là do cái bài tập thôi. Chứ thật sự ra cái việc mà mình tu tập thân thọ tâm pháp đó là mình tu tập trong cái đời sống bình nhật. Có thể mình không có đi chậm như vậy, nhưng mà mình cứ đi từ từ xung quanh chánh điện, ở ngoài hành lang mình cứ đi trái bước phải, bước trái bước phải, bước. Mình cứ đi như vậy, miễn làm sao mình ghi nhận chú tâm vào những cái bước chân đó thì cái đó nó cũng là tu tập. Chứ không phải là phải dở bước đạp mới là tu tập, không phải. Miễn làm sao mình đi một cách tự nhiên, ngồi nằm đứng một cách tự nhiên, và mình ghi nhận được cái đó chính là tu tập. Thì thú vị, thì ở đây á, cái việc mà mình tu tập về tứ oai nghi, mình thấy là mình chỉ ghi nhận như vậy thôi, mà tại sao nó trở thành một cái thiền quán? Tại vì nó là một cái nền tảng. Nó là thiền định nhưng mà nó là một cái nền tảng để mình ghi nhận vào trong cái đề mục. Và từ cái đề mục đó mình phát triển lên tiếp. Giống như có những cái đề mục thiền á, nó chỉ đưa mình đến cận định hoặc là cái gần gần với cái định thôi. Nó không mình đưa sâu vào trong định và cũng không đưa đến đạo quả, đúng không? Nhưng những cái đó mình tiếp tục mình phát triển lên để mình tu tập thì mình vẫn có khả năng mình đắc được đạo quả. Có nghĩa là từ cái định đó mình chuyển qua thiền minh sát, thiền quán. Giống như mình tối ngày mình cứ dở bước đạp, mình cứ dậy hoài là mình chú tâm vô, đúng không? Nhưng khi mà mình quan sát được những cái đó, những cái sắc đó, nó là cái gì? Nó không là cái gì hết. Sắc là vô thường. Những cái bước chân, những cái đạp của chúng ta cũng là do sắc nó đi, do sắc nó ngồi, do sắc nó nằm, do sắc nó đứng. Thì những cái sắc đó là gì? Là vô thường. Nếu như mà chúng ta cứ đứng đó hoài, chúng ta cứ nghĩ rằng đó là thường. Thật ra đi nó đã là một cái sự vô thường, nằm nó đã là một cái sự vô thường, đứng nó cũng là một cái sự vô thường. Bây giờ chúng ta mới đầu tiên chúng ta đứng, chúng ta rất là thoải mái đúng không? Nhưng mà đứng cỡ 5 phút, 10 phút thôi, mỏi, đổi tư thế, đó là cái sự vô thường rồi. Thì cái minh sát là gì? Cái thiền quán là gì? Thiền quán là để minh sát, có nghĩa là mình quan sát, mình thấy rõ được ba cái tướng vô thường, khổ, vô ngã. Vậy thôi, cái phương pháp để tu tập và cái kết quả cuối cùng của việc tu tập đó là mình chứng đạt được, mình thấy được cái sự khổ, vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà vì chúng ta cứ nói vô thường, khổ, vô ngã, chúng ta nói quen cái miệng, nhưng mà thật sự ra thì sao? Cái tâm của chúng ta mình chưa phân biệt rõ được. Bây giờ người ta chửi mình còn khổ, người ta khen mình còn vui, thì cái đó mình không thể gọi là vô thường được, đúng không? Mình mua cái ly này 200-300 ngàn mà bây giờ bể cái là mình cũng khổ rồi, mình cũng hết vui rồi, hết tâm trạng luôn. Mới mua về cứ ngồi lau cái bụp bể, buồn liền, tâm lý nó thay đổi liền. Đó có nghĩa là mình vẫn biết đó là vô thường nhưng mà mình vẫn còn khổ. Chừng nào mình biết nó, mình nhận ra nó và mình ghi nhận nó vào một cách bình thản thì mình mới gọi là cái khả năng tu tập của mình nó mới được có cái nội công thâm hậu. Thì cái đó là cái nói về việc tu tập tứ oai nghi. Tiếp theo là cái phần tu tập về sampajañña hoặc là sampajañña, có nghĩa là cái sự tỉnh giác. Thì tỉnh giác ở đây cũng là một cái sự chánh niệm và tỉnh giác, nhưng mà tỉnh giác về cái gì? Về các hành động phụ. Giống như hồi nãy là mình về tứ oai nghi là đi đứng nằm ngồi là 4 hành động chính. Thì ở đây sẽ có những cái hành động phụ là gì? Bước tới, mình biết mình đang bước tới. Mình đi lui, mình biết mình đang đi lui. Mình ngó, quay sang trái, quay sang phải, mình biết. Mình đang làm cái gì mình biết làm. Mình đang cầm cái ly nước lên, mình biết mình cầm cái ly nước. Thì như vậy, cái biết đó được gọi là tỉnh giác. Cái biết đó gọi là tỉnh giác. Bây giờ mình cầm một cái ly nước, mình rất là hời hợt. Nhưng mà bây giờ mình mở cái ly nước này ra. Mình mở ly nước này ra, mình chế nước cho nó đầy xăm xắp với cái ly vậy nè. Bây giờ cái ly này nó không có đầy, mình đi bình thường, mình đi mình ngó tới ngó lui mình bình thường, mình không cần chú ý. Nhưng mà bây giờ cái nước này mà nó đầy với cái miệng ly nè. Bây giờ nói cầm cái ly nước này đi từ đây cho tới kia, nếu mà nước đổ ra ngoài là bị quánh đòn. Là lúc đó mình sẽ làm gì? Mình sẽ chú tâm vô cái ly, mình đi làm sao, bước chân làm sao cho nó nhẹ lại. Giống như mấy người mà hồi đó sư có coi mấy người mà người mẫu người ta đi người ta phải để một cái cuốn tập lên cái đầu vậy nè, đi làm sao mà không có cái cuốn tập nó rớt xuống đất. Thì bây giờ mình cũng phải cầm cái ly vậy nè, đó bây giờ nước nó sóng sánh rồi nè, nếu mà nó đầy cái miệng là nó tràn ra ngoài liền. Còn bây giờ mình phải đi làm sao mà mình phải cho nó không có đổ ra ngoài. Thì cái đó là cái sự tỉnh giác của mình phải cao độ. Thì thưa quý vị, thì ở đây cái gì? Tỉnh giác trong từng cái hành động, đi tới, đi lui, ngó trước, ngó sau, quay tới, quay lui, đang làm cái gì? Đang mặc y, đang mang bát, đang ăn, đang uống, đang nhai, đang nếm. Tất cả những cái hành động trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, mình đều phải có cái sự ghi nhận như vậy. Thì ở đây đó thưa quý vị, mình sẽ hiểu rằng cái việc mà mình tu tập thiền tứ niệm xứ không nhất thiết là mình phải tới chùa. Không nhất thiết là mình phải ở trong cái phòng thờ, mà trong bất cứ nơi đâu. Ở trong cái đoạn này mình thấy là đi vệ sinh, đi tiểu tiện, đại tiện, đi đứng nằm ngồi, thức nói im lặng, tất cả những cái hành động đó mình đều biết, mình đều ghi nhận, thì cái đó gọi là tu tập. Chỉ vậy thôi, chứ không phải có nhiều người nói trời, tu thiền á, là phải đến phòng thờ, phải ngồi nghiêm trang, rồi phải ngồi tu tập đồ này nọ. Xin nói cái đó cũng đúng, nhưng mà nếu như mà nói như vậy không á, thì chỉ có khi nào mình đến chánh điện, mình đến chùa, mình vô cái phòng thờ mình tu tập thì mới tu. Còn bình thường là không tu sao? Không lẽ bình thường mình bao dung rồi bây giờ không tu là mình bung dao sao? Đúng không? Có nghĩa là mình tu phải mọi lúc mọi nơi. Thật ra cuộc sống của chúng ta mình không biết tử thần mình bắt mình đi lúc nào, đúng không? Cho nên trong hoàn cảnh nào mình cũng phải cố gắng để làm gì? Để mình có cái lỡ như mà nó bắt đi, mình cũng còn có cái gì mình lận túi, lận quần để mình đi. Thì cũng vậy, cái việc đó trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bây giờ đang cãi lộn mình cũng tu được nữa. Hồi đó sư coi một cái phim Thái, ở ngoài chợ hai bà đang cãi lộn nhau, rồi có cái ông sư ông đi bán, ông đi ngang, ông đi ngang cái hai bà đang cãi lộn bà ngoài chợ đó, bán cá bán rau gì đó không biết cãi nhau. Thì ông sư đó đi bán đi ngang, ông mới vị sư đó mới nói tiếng Việt đi, vị sư đó nói là đừng có cãi nhau nữa, bây giờ nè, hít vô niệm bút, thở ra niệm thô, bút thô bút thô. Có nghĩa là quên đi những cái mình đang cãi lộn, mình quay về với cái hơi thở của mình. Đó, có nghĩa là đang ở ngoài chợ, đang cãi lộn, nhưng khi mà mình bỏ cái đó và mình quay lại, mình niệm hơi thở, mình niệm những cái mình đang làm, đang cầm cái ly, đang cầm cái khăn, cái đó là mình đang tu tập. Vậy thôi, chứ không phải là phải nghiêm trang đồ, phải đến chùa đồ này nọ. Một tuần 7 ngày quý vị đến chùa được bao nhiêu lần, đúng không? Đâu phải đến chùa là mới tu. Mình tu ở nhà, mình tu ở công sở, mình tu ở trong nhà bếp, mình tu ở trong nhà vệ sinh, mình tu ở trong lúc mình cãi lộn cũng được nữa. Miễn làm sao mình có tu, mà phải tu đúng nha. Chứ đừng có tu càng lúc mà càng cãi lộn nhiều, càng chửi lộn nhiều, cái đó là thôi thua. Trong những cái mà đại oai nghi rồi thì những cái này gọi là tiểu oai nghi, có nghĩa là những cái sinh hoạt hàng ngày. Khi mà mình sinh hoạt như vậy đó, mình ghi nhận, mình tỉnh giác, mình chánh niệm tỉnh giác, mình ghi nhận nó một cách tự nhiên. Quý vị nhớ nha, mình ghi nhận, mình biết một cách tự nhiên, không gượng ép. Ở đây cái việc mà tu tập á, không nên có cái sự gượng ép. Ở bên ngoài xã hội quý vị có thể gồng, ở bên ngoài công sở, ở bên ngoài công ty, hoặc là vì cái bộ mặt, vì một cái đại diện gì đó, quý vị có thể là nghiêm trang. Nhưng trong lúc tu tập mình phải tự nhiên. Ở bên ngoài quý vị có thể là một ông giám đốc, một trưởng phòng, nhưng khi mà quý vị vào trong trường thiền, quý vị tu, quý vị gặp những cái chướng ngại gì, gặp cái gì khó khăn, khi quý vị gặp một vị thiền sư mình trình bày, mình phải trình bày một cách thiệt lòng. Chứ đừng có nghĩ trời ơi, tôi giám đốc, tôi trưởng phòng, tôi đi tu thiền mà vô mà nói trời không lẽ nói giờ ngủ gục thì người ta đánh giá, không được. Không dám nói, là cái đó là mình không thể nào mình tiến triển được trên cái con đường tu tập. Nghĩa là tu tập tự mình thấy bản thân mình như thế nào một cách tự nhiên nhất, thì cái đó mình ghi nhận. Thì thưa quý vị, ở đây mình phải định nghĩa về cái tỉnh giác là gì? Tỉnh giác sampajañña hoặc là có nghĩa là một cái trí tuệ. Tỉnh giác này nó có cái chi pháp là sở hữu trí tuệ ở trong tâm sở. Thì ở đây trí tuệ gì? Trí tuệ hiểu biết, hiểu rõ, biết rõ các pháp. Thì ở trong số giải giải thích là tỉnh giác là sự hiểu rõ một cách cân bằng và một cách trọn vẹn. Bình thường á, mình nói cái này là nước, mình chỉ biết nó là nước thôi. Nhưng mà khi mà mình học hóa học, mình học phân tích ra được, mình biết nước này là H2O, nước này có cái tính gì, nó không có hình dạng gì hết, nó không có màu, không có mùi gì hết, đó mới đúng là nước. Đó có nghĩa là mình biết rõ, mình hiểu rõ một cách trọn vẹn những cái tính chất đặc tính của nước. Thì cũng vậy, với cái tỉnh giác, bất cứ hoàn cảnh nào, phương pháp tu tập gì, chúng ta phải có cái sự tỉnh giác, chúng ta phải có cái trí tuệ quán xét như vậy. Sự cân bằng ở đây là gì? Cân bằng giữa ngũ quyền và ngũ lực. Và trọn vẹn có nghĩa là trọn vẹn các khía cạnh của đối tượng. Quý vị nhớ Ngài Ananda, ngày mai là khai mạc cái kết tập Tam Tạng, kết tập kinh điển lần thứ nhất sau 3 tháng mà Đức Phật Ngài viên tịch Niết Bàn. Ngài Ananda Ngài không được cái vé để mà vào trong tham dự, tại vì Ngài còn tu đầu hồn, mà Ngài cố gắng tu tập để Ngài đắc được A-La-Hán. Cái sự tinh tấn của Ngài quá mức, cho nên Ngài tu tập bao nhiêu cũng không được. Nhưng khi mà Ngài có khởi lên một cái ý muốn là gì? Ngã xuống để mình nằm nghỉ, thì cái sự tinh tấn của Ngài giảm đi. Có nghĩa là lúc đó thì các quyền, các căn nó được cân bằng. Cho nên lúc đó là Ngài liền đắc được đạo quả A-La-Hán. Ngài là một cái trường hợp đắc được đạo quả A-La-Hán là cái vị đắc A-La-Hán mà ngoài tứ oai nghi. Có những người, có những vị hành thiền đắc A-La-Hán do đi đứng ngồi nằm, đúng không? Còn Ngài là chỉ cần mà giống như mới vừa ngã ra, cái lưng chưa đụng vô cái giường mà cái chân nó hở lên rồi. Có nghĩa là nó cứ lơ lửng, nó nghiêng như nè. Ngài chứng A-La-Hán trong cái tư thế như vậy. Tại vì giống như trời, ngày mai là vô đại hội rồi mà bây giờ chưa có vé, mình cố gắng mình chạy mình để mà có được cái vé. Có nghĩa là cái tâm mình cố gắng gượng ép, nhưng mà bây giờ mình buông ra tự nhiên. Thành ra cái việc mà mình tu thiền cũng vậy. Mình vô khóa thiền cứ nói trời, người kia ngồi thấy màu xanh màu đỏ, thấy ấn chứng, người kia thì được thiền sư khen là sơ thiền nhị thiền, mình ngồi hoài không thấy thiền gì hết trơn, ráng ngồi, đổ mồ hôi cũng ráng ngồi mà hơn thiền sư mới chịu. Cuối cùng cái tâm của mình là cái tâm gượng ép, mình ngồi không thoải mái, mình ngồi mà với cái tâm gì? Cố gắng để đạt được cái gì đó thì không bao giờ đạt được. Cái gì nó đến mình biết nó đến, cái gì nó đi mình biết nó đi. Mình ghi nhận như vậy. Mình không kêu nó đến, mình cũng không đuổi nó đi. Tất cả những cái hành động trong đời sống mình đều có cái sự tỉnh giác như vậy đó. Thì thưa quý vị, ở trong Kinh Đức Phật Ngài có dạy về 4 cái sự tỉnh giác. Thứ nhất là lợi ích tỉnh giác. Lợi ích tỉnh giác là gì? Có nghĩa là mình phải có cái trí tuệ, mình suy xét. Mỗi khi, trước khi mà mình làm cái gì, trước khi mình đi đứng ngồi nằm, trước khi mình làm bất cứ cái gì, nói cái gì, mình phải suy xét coi cái việc mình đi đứng ngồi nằm nói như vậy đó, nó có lợi ích gì không. Giống như cái việc mà quý vị ngồi thiền á, không ai cấm, đúng không? Ngồi thiền là tốt, không ai cấm hết. Nhưng đang ở trong cái lớp học, mọi người đang nghe giảng, quý vị ngồi thiền có hợp không? Không có hợp. Mọi người đang tụng kinh ở dưới, tự nhiên mình không chắp tay, mình tụng kinh, mình không đọc theo, mình ngồi mình liêm diêm mình ngồi thiền, thì cái việc của mình là gì? Không có lợi ích gì hết, không có phù hợp. Có nghĩa là mình phải suy xét cái việc làm của mình có lợi ích hay không. Mình muốn nói cái gì cũng phải suy xét. Nói tào lao bị đục phụ mỏ. Có nghĩa là mình phải coi cái điều mình nói ra, cái hành động mình nói ra nó phù hợp, nó đem đến lợi ích hay không. Đó là lợi ích tỉnh giác. Thứ hai là thích hợp tỉnh giác. Có nhiều người ngộ lắm. Lúc mà hồi xưa, lúc mà sư mới vào tu á, cùng tu chung với mấy chú tiểu vậy nè, lúc mà người ta đi nấu ăn á, thì ổng cầm cuốn kinh ra ổng học. Mà lúc người ta ngủ á, ổng cũng cầm cuốn kinh ra ổng học. Lúc người ta học kinh thì ổng chui vô ổng ngủ. Có nghĩa là cái thời gian nó không giống một cái con người. Nhưng mà bây giờ thì khổ, ai cũng đi vô nhà bếp làm nấu ăn, đúng không? Ông chú tiểu đó, ổng cầm cuốn kinh ổng học. Nhưng mà bây giờ người ta cầm cuốn kinh người ta học rồi, mà mình kêu không được học, đi xuống làm bếp không ai dám kêu hết trơn á, cản trở người ta học, nên mốt học ngu suốt đời, không dám cản. Thôi kệ học đi, không dám cản. Nghĩa là đôi khi người ta đang học kinh là việc tốt đúng không? Đôi khi người ta đang nghe pháp là việc tốt đúng không? Hoặc là đang ngồi ở đây, đang giảng đây 50 người đang ngồi nghe, có một người ngồi thiền, sư cũng không dám kêu người đó xả thiền để nghe sư nói nữa, cản trở người ta nên mốt ngồi thiền ngồi không được. Nghĩa là mình không dám, nhưng mà cái việc làm của người đó đi không có thích hợp, không có phù hợp, cho nên làm cái gì mình cũng phải coi coi cái hành động, lời nói, đi đứng của mình nó có phù hợp hay không, nó có thích hợp với địa điểm như thế nào hay không. Những cái gì thích hợp cho mình thì mình làm, cho người thì mình làm, còn không thích hợp mình không làm, không nói. Giống như đi vô hành thiền mà coi như là bận đồ xe xô rồi xịt dầu thơm rồi, đi vô hành thiền mà make up làm cái gì ai coi. Hành thiền ai cũng như ai 32 thể trượt, ai cũng bộ xương, ai cũng ngũ uẩn, chứ đâu có phân tích ra là mùi xì cây hay là mùi eo vì hay là mùi gì đâu, đúng không? Cho nên không cần trang điểm, nhưng mà cũng đừng có mà dơ quá đúng không? Có nghĩa là mình nói không, tôi giống như trong cái trường thiền đó có người đó lại nói là muốn cắm bông cúng Phật. Ok thì cắm bông, nhưng mà đừng cắm nhiều quá. Hỏi sao? Tốn tiền. Hỏi sao vậy? Mấy sư ai cũng nhắm mắt hết trơn, không có ai coi bông của cô hết trơn làm cô buồn. Mà thật ra mình cứ cúng, nhưng mà mình phải coi thích hợp. Nhưng như một cái buổi lễ lớn thì mình có thể cắm nhiều, còn như mình cái tâm của mình muốn cúng dường Phật thì mình cứ cúng, nhưng mà mình ít thôi, tại vì không có ai ngồi mà chăm chú vô cái bông hoài hết trơn á, lim dim rồi đi không à. Đó, nghĩa là phải thích hợp hay không. Rồi cái thứ ba là hành xứ tỉnh giác. Hành xứ có nghĩa là cái phạm vi mà mình đi đến. Cái phạm vi mình đi đến ở đây là gì? Ở trong về cái thiền định á, ở trong về cái thiền định thiền quán á, cái hành xứ là gì? Đó là cái đề mục, cái cảnh giới mình tu tập. Giống như người mà có cái tâm tham thì tu đề mục gì, người có cái tâm sân tu đề mục gì. Và người mà giống như mình tu tập á, mình phải biết được cái lĩnh vực của mình. Thật sự sư rất sợ cái bệnh viện, sư rất sợ cái ông chích. Vô cái bệnh viện nghe cái mùi thôi là sư đã sợ rồi. Cho nên từ đó giờ sư nói thật, sư đi đám ma rất là nhiều, sư mà chưa đừng bao giờ mà đụng vô cái xác chết hết trơn á. Nhưng mà có một cái là 3 buổi mà dạy ra sư đều đụng vô cái 32 cái thể trượt. Có nghĩa là mình phải biết được cái lĩnh vực của mình ở trong cái gì, cái hành xứ, cái có là cái gọi là cái thiền định của mình. Mình biết được mình cứ tới lui vậy đó, mình đừng đi ngoài cái lĩnh vực đó. Thì cái việc mà mình là một người cư sĩ, một người tu sĩ cũng vậy quý vị. Mình áp dụng cái này là gì? Giống như sư biết mình là người tu sĩ đúng không? Mình đang mặc bộ y, thì không thể nào mặc bộ y này mà mình đi ra ngoài cái quán bar, một cái quán vũ trường được, đúng không? Hoặc là quý vị muốn đi chơi ở ngoài vũ trường, ở quán bar, quán club, thì quý vị mặc cái đồ gì? Mặc quần sọt, mặc áo thun ba lỗ, quý vị muốn bận cái gì quý vị bận. Mà tự nhiên bận cái áo tràng, bận cái áo đi chùa mà vô cái quán bar đó là nó dị hợm lắm, đúng không? Thật nghĩa là mình biết mình nên đi đến những nơi nào mình nên đi và những nơi nào mình nên đến, những nơi nào mình không nên đi và những nơi nào mình không nên đến. Đó là mình phải biết được cái hành xứ, cái nơi mà mình đi đến. Cái thứ tư đó là vô si tỉnh giác. Có nghĩa là mình phải có cái trí tuệ, mình nhận định rõ ràng đâu là chân đế, đâu là tục đế. Bây giờ sư giảng bài cho vị nghe, sư phải dùng những cái từ gọi là tục đế, đúng không? Chứ đâu thể mà sư nói tứ đại này để lên cái tứ đại kia, tứ đại này đang cầm cái tứ đại kia, không hiểu gì hết, nói một đống không hiểu gì hết. Giờ nói cái tay cầm cái nắp để lên cái ly, chứ đâu có thể nào nói tứ đại này cầm cái tứ đại kia để lên cái tứ đại nọ. Sư cũng hiểu nữa chị quý vị, đúng không? Có nghĩa là mình phải biết phân định được đâu là chân đế, đâu là tục đế, mình phải phân biệt được cái đó. Chứ mà mình cứ lẫn lộn giữa cái đó thì không thể. Cho nên quý vị, ở trong cái việc mà mình tu tập về cái sự tỉnh giác ở trong các hành động, các oai nghi á, là mình phải có cái sự ghi nhận, mình biết rõ những cái hành động của mình. Ghi nhận như vậy để làm gì? Mình biết rõ có ai đi không? Không có ai đi, không có ai đang nói, không có ai chửi mình hết. Tất cả những cái lời khen, những cái tiếng chửi đó là cái gì? Âm thanh. Âm thanh nó là cảnh gì? Cảnh thinh, tiếp xúc với cái thần kinh. Thần kinh gì? Thần kinh nhĩ. Đó, nó chỉ vậy thôi. Cái tiếng chửi nó cũng vô đây, cái tiếng tụng kinh nó cũng vô đây, cái tiếng khen nó cũng vô đây. Tất cả đều là âm thanh. Mình ghi nhận như vậy và mình quan sát như vậy thì cái đó mới là tu tập. Đó là cái sự tỉnh giác, có nghĩa là trong bất cứ những cái sinh hoạt hàng ngày, những cái hành động cử chỉ, mình phải có cái sự ghi nhận, tỉnh giác. Và mình tiếp tục qua phần số 3 là Patikula Manasikara, có nghĩa là tác ý về những cái vật nhòm gớm. Ở trong các bài giảng trước cũng như các vị giảng sư trước đã giảng rồi về 32 thể trượt, đúng không? 32 thể trượt là gì? Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, đồ này nọ. Cái đó thì không cần nhắc lại, học quá nhiều rồi, sư cũng nói rất là chán luôn rồi. Thì đối với một người mà không có tu tập á, thì họ sẽ phân biệt ra là địa vị, giai cấp, xấu đẹp, cao ốm, mập lùn, đồ này nọ. Nhưng khi mà mình tu tập, bước vô một cái phòng cái 32 thể trượt, 32 thể trượt, 32 thể trượt. Ở đây ai cũng 32 thể trượt hết, một đống thịt. Cái này thì cái này là 60 kg thịt, đây là 30 kg thịt. Nghĩa là ai cũng y ai hết trơn luôn. Một đống đồ lòng, một bộ xương khô, nó cứ vậy y chang nhau. Bây giờ mà có găng khểnh hay là không găng khểnh, có bốn mắt hay là mắt hai mí, mắt mí lót, gì cũng y chang nhau hết, mình không phân biệt. Thì cái đó mới là tu tập. Thì khi mà mình hiểu được những cái thứ bất tịnh, những cái uế trượt trong tấm thân này á, mình sẽ không chìm đắm vô nó. Tại vì mình còn phân biệt, mình còn phân biệt được đây là Miss Universe, mình còn phân biệt đây là Miss Grand đồ này nọ, mình phân biệt đây là cái dân thường, mình còn phân biệt đây là rap rồi bi rồi project đồ này nọ, mình phân biệt. Còn bây giờ mình chỉ biết xe ôm hết, vậy thôi. Do mình phân biệt, mình chấp vô đây cho nên mình khổ. Rồi mình xem nó là ta, nó là của ta. Tôi đẹp quá mà bây giờ tôi phải gìn giữ nó. Mình không gìn giữ được nó thì mình khổ. Mà có giữ mà mình khổ, cái đó nó không bao giờ là của mình hết. Cuối cùng là cứ vô thường, khổ, vô ngã, mình cứ lẫn quẩn trong đó, không bao giờ mình thoát ra được. Mà mình cứ dính vô mấy cái đó, mình dính vô cái đẹp, cái ham, cái thích của mình á, mà ai mà đụng chạm một cái là mình phản ứng liền á, đục liền á, không có chịu đâu á. Ai mà vô Facebook sư mà nói tào lao hay là nói này nọ, lóc, đừng có hòng vô Facebook tôi nữa. Chứ tự nhiên cái nhà của tôi tự nhiên là phóng quế, đúng không? Cho nên mình làm gì mình làm, mình cứ ai mà mình không ưa bỏ ra một bên. Thật ra có những cái mình nên nghe, mình nên học. Có những cái mình không, coi như là mình nói nghe chỉ biết nghe, nói chỉ biết nói, vậy cho nó xong. Thì khi mà cảm thấy những cái thân này, những cái mà tóc, lông, móng, răng, da này á, nó là những cái thứ nhòm gớm, những thứ đáng kinh sợ á, mình sẽ không chấp thủ và mình không còn dính mắc vào trong cái thân thể này nữa. Giống như bình thường á, hai người mà yêu nhau á, trời ơi, cầm cái tóc lên hung hít độ trên đó rất là thơm, đúng không? Nhưng mà ăn một tô hủ tiếu hoặc là một ly nước trà mà mở ra có cọng tóc trong đây, hết muốn ăn, hết muốn uống rồi. Thương chỗ nào nó cũng là một cái cọng tóc đó. Hoặc là trời, nó tóc đen huyền đẹp lắm, bây giờ lấy kính hiển vi phóng ra 1000 lần coi, chí nè, rận nè, gào nè. Cái tóc đó mà không gọi, không giặt 1-2-3 ngày thôi nó có mùi rồi. Hoặc là bây giờ ông Tịnh Phúc nằm một đống đó, không ai đem đột đụng hết trơn á, đúng không? Có nghĩa là cơ thể của mình nó là bản chất, nó là nhòm gớm. Giống như người ta hay nói, mấy người hay nói, trời, tôi chỉ là hạt cát giữa sa mạc thôi, tôi không là cái gì hết trơn á. Ừ đúng rồi, cái hạt cát nó nằm giữa sa mạc nó không là gì hết, nhưng mà hạt cát nó nằm trong con mắt của người ta là nó có chuyện, đúng không? Cho nên phải tùy theo cái hoàn cảnh. Bây giờ mình tu tập mình phải thấy được cái sự nhòm gớm như vậy đó mình mới tu tập. Bởi vì chúng ta sợ chết, chúng ta còn dính mắc, chúng ta còn thương cái thân này, chúng ta không muốn rời xa nó, cho nên chúng ta khổ. Còn bây giờ Đức Phật Ngài dạy cái gì? Ngài dạy chúng ta phân tích ra tóc, lòng, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, rồi ruột, gan, phèo, phổi, nước mỡ, nước máu, rồi mật, đàm, đủ thứ ở trong đó. Cái cô 1m65 cũng y chang vậy, cái ông 1m8 cũng y chang vậy, không có gì khác hết. Thì khi mà như vậy, chúng ta tu tập như vậy để chúng ta làm gì? Chúng ta thấy được cái bản chất của chúng ta đều như nhau, để chúng ta đừng nghĩ rằng đây là của tôi, đây là tôi, đây là của tôi. Không có cái gì trong trọng hết trơn. Bây giờ một cái người nhà giàu có trong tài khoản 5-60 tỷ, xe lưu nó cán qua một cái cũng chèm bẹp. Một cái người mà chỉ có 2.000-5.000 trong túi cán qua cái bẹp y chang nhau, cũng tàu hũ không, siro không, đúng không? Cho nên những cái đó mình phải tu tập để làm gì? Mình bớt chấp, mình bớt dính mắc vào trong cái cuộc sống. Ở đây là 32 thể trượt á, là cũng đã dạy rồi, và cho nên là sư không có nói nhiều về 32 thể trượt. Thì khi mà mình tu tập, quý vị có thể xem lại cái bài mà Thanh Tịnh Đạo về 32 thể trượt đó mình tu tập như thế nào. Mình học thuộc lòng, rồi mình đọc nhẩm, rồi mình phân tích ra theo từng thành phần đồ này nọ, thì cái đó mình xem lại. Rồi tiếp theo là cái đoạn thứ tư là thân quán về bốn đại. Về bốn đại thì hồi tuần rồi sư Hạnh Tuệ có giảng về bốn đại rồi ha. Sư cũng có qua bài của tài liệu của sư Hạnh Tuệ. Thì ở đây á, mình quan sát về bốn đại. Hồi nãy á, quý vị nhớ là mình là đi đứng ngồi nằm là chính, rồi bắt đầu chia ra những cái phụ, quay tới quay lui này nọ, rồi bắt đầu là mình nói về những cái đống thịt, những cái đống xương. Và bây giờ từ những cái đống thịt, đống xương đó mình phân tích ra là đất, nước, lửa, gió. Đức Phật Ngài phân tích ra càng lúc càng kỹ như vậy để làm gì? Mình có cái trí tuệ, mình càng lúc mình càng sâu vào trong cái đề mục. Thì ở đây á, đất, nước, lửa, gió, thì Đức Phật Ngài nói là cũng giống như một người đồ tể á, khi mà họ giết một cái con bò xong, họ chia ra, họ sắp đặt đây là tai bò, đây là lá lách, đây là khăn lông, đây là đuôi bò, đây là đủ thứ dạ dày bao tử. Thì cũng vậy, cái vị mà đệ tử của Đức Phật khi mà tu tập về quán tứ đại đó phải biết phân tích ra được 32 thể trượt đó, cái nào là thủy, cái nào là đất, cái nào là nước, cái nào là gió, cái nào là lửa. Phân tích ra được cái đó. Trong cơ thể mình cái nào nó thuộc về đất, nước, lửa, gió, mình phân tích ra. Thì quán về tứ đại là cái sự quan sát vị trí của các đại, cũng như là cái sự sắp đặt của nó. Thì ở đây á, mình phải nắm, trước khi mà mình phân tích á, mình phải nắm rõ được đặc tính của bốn đại là gì. Địa đại gọi là đất á, thì đặc tính của đất là gì? Cứng, mềm, mịn, nhám. Khi mà mình cầm cái này nè, mình thấy nó cứng, mình biết cái sự mình xúc chạm vô mình thấy nó cứng, cái đó là đất. Cầm cái này lên mình thấy nó mềm, nó là đất. Cầm cái này mình bóp được, nó là đất. Có nghĩa là cái gì có cái bản chất gọi là mềm, cứng, mịn, nhám, thô này nọ, cái đó mình xúc chạm được thì cái đó gọi là đất. Nước là gì? Là có cái sự ngưng tụ, kết nối, tan chảy. Hỏa, lửa thì có hai cái gọi là nóng và lạnh, nhưng mà ở đây mình chỉ xài một cái đặc tính chính là hỏa là lửa. Nhưng thật sự ra khi mà nói về nhiệt là mình có nóng và lạnh. Quý vị có bao giờ nghe cái gọi là phỏng lạnh chưa? Trên báo có, có nghĩa là lạnh đến nỗi mà mình bị phỏng luôn á, mình bị phỏng luôn á, thì cái đó nó vẫn tính là lửa. Rồi gió, Gió là phong đại là có đặc tính căng trùng, xê dịch, trương phòng. Giống như cái bụng của mình nó đưa lên đưa xuống được là do nhờ cái chất gió. Rồi cái vật thực mình được tiêu hóa là do nhờ cái chất lửa. Thì khi mà mình phân tích như vậy đó, khi mà mình phân tích về bốn đại như vậy đó, mình thấy rằng trong cái thân thể mình nó có cái gì là của tôi không? Không có cái ngã gì trong đây hết. Chúng ta vì cái tà kiến, chúng ta vì cái chấp sai, chúng ta bị dính vào trong cái bốn cái quan niệm thường, tịnh, ngã, lạc. Vì có nghe không? Thường là gì? Thường có nghĩa là thường tồn. Lúc nào mình cứ nghĩ rằng á, là lúc nào mình cứ nghĩ rằng cái bông này mắc tiền lắm nha, một cái bình bông này chắc cũng 3-4 triệu á, mắc tiền lắm. Mình cứ nghĩ là nó sẽ sống hoài, nó sẽ tươi hoài. Rồi tịnh là thanh tịnh trong sạch, mình cứ nghĩ lúc nào nó cũng đẹp, nó cũng vậy đó. Ngã là của tôi, nó có một cái gì đó, nó có một cái ngã cái tôi. Lạc là an lạc. Nhưng mà khi mình suy xét đi, cái bông này bây giờ đang trắng bóc, đang màu tím vậy nè, rất là đẹp đúng không? Ngày mai vô đây coi, bắt đầu nó có những cái đốm vàng vàng, những cái úng thúi đồ này nọ. Quý vị ở trong chùa quý vị mới biết, quý vị mua bông vô rất là đẹp, mắc tiền. Quý vị đổ nước vô một cái bình bông rất là đầy. Xong rồi quý vị đi về nhà, 3 ngày sau ở chùa sư dọn muốn chết. Mình đổ nước mình đổ ít ít thôi, mình đổ cho đầy một cái bình vậy nè, rồi mình cắm bông quệ bông cúc vô, trời, 5 ngày sau mà đổ cái bình bông đó là thúi cả chùa. Thường chỗ nào, tịnh chỗ nào, thúi quát. Thì thường tịnh ngã lạc không bao giờ có. Mà thường tịnh ngã lạc đó là một cái quan kiến sai lầm mà mình phải gọi là vô thường, khổ và vô ngã. Mình cứ nghĩ rằng là cái này là của tôi nè, cái này nó đẹp nè, nó thơm thiệt đó. Nhưng mà chỉ được một thời gian, một ngày, một đêm rồi nó cũng úa tàn, nó cũng bị héo đồ, nó cũng này nọ. Mà khi mà nó héo, cái mình nghĩ lại, trời, hôm qua bà kia bà bán mình cái bó này 3 triệu luôn đó, bà lừa mình rồi, bực mình rồi. Đó, làm gì mà còn được cái sự an lạc nữa, đúng không? Cho nên mình vì sắp sai lầm, mình vì tà kiến, mình vì ngã chấp, mình cứ nghĩ rằng thường tịnh ngã lạc, cho nên mình khổ. Thì Đức Phật Ngài dạy cho mình cái phương pháp tu tập về quán thể trượt, rồi quán về tứ đại, phân tích ra đâu là thủy, đâu là nước, đâu là gió, đâu là lửa, đâu là đất. Mình phân tích ra để mình thấy được cái gì? Để mình thấy được bản chất, cái sự thật của nó. Sư nói mấy ông nhà văn á, mấy ông văn chương nó làm cho lãng mạn lắm. Chứ mà gặp mấy cái nhà mà hóa học hay nhà dinh dưỡng học á, trời, ăn cái này không được, ăn cái này cũng được, không cái này không được đâu, cái này không được ăn. Mấy cái cô mà dinh dưỡng học á, nói thiệt, chăm sóc rất là kỹ luôn, nhưng mà cổ nói ra không muốn ăn gì luôn á. Cái này quá chất không được đâu, cái này không được đâu, cái này không được. Hoặc là giống như hóa học cũng vậy, cái gì cũng phân tích ra, nước trà có cái chất gì, nước này nó có cái chất gì, phân tích ra rồi, hết muốn ăn, hết muốn tham đắm trong đó luôn. Giống như trà sữa ngon không? Ngon, trà sữa coi, mấy chục ngàn ly, trà sữa búp bô ba gì đó, mấy chục ngàn ly rất là ngon, mỗi một vị nó khác nhau đúng không? Sư cũng ghiền vậy, sư cũng uống vậy, nhưng mà phân tích ra, trời, cái này là chất béo nè, mua chợ Kim Biên nè, cái này là nước đá nè, nó làm không có sạch nè, thôi muốn uống luôn. Tại vì cái tưởng của mình lúc nào mình cũng nghĩ là nó đẹp, nhưng mà phân tích ra không có cái gì nó đẹp hết trơn á. Thì Đức Phật Ngài dạy cho mình cái phương pháp để mà mình cắt đứt đi những cái sai lầm của mình. Thường tịnh ngã lạc thì Đức Phật Ngài chỉ mình tu tập tứ niệm xứ thân, thọ, tâm, pháp để làm gì? Mình thấy được khổ, vô thường, khổ và vô ngã. Mình thấy cái đó để mà mình tu tập. Cái cuối là nói về 9 loại tử thi trong nghĩa địa. Thứ nhất là nè, tử thi bị quăng bỏ trong nghĩa địa từ 1 đến 2 ngày. Từ 1 đến 2 ngày thì bắt đầu là cái cơ thể nó bị trương sình lên. Thứ hai, tử thi, cái loại tử thi là qua cái thời gian mà trương sình lên thì nó, tại vì hồi xưa bên Ấn Độ á, không có mà bỏ vô quan tài chôn như mình đâu, mà người ta sẽ đem cái người ta gọi là lâm tán á, người ta sẽ quăng vào trong rừng. Thì đầu tiên cái tử thi nó sẽ trương sình lên. Sư định kiếm hình nhưng mà rất là ghê đó thôi, đừng có kiếm, đừng có coi. Thì đầu tiên là cái người nó trương sình lên, nó mập ú lên, đó là thứ nhất. Thứ hai là bỏ vào trong rừng đó thì những cái con beo, con báo, những cái con diều hâu, kênh kênh đồ á, những cái con quạ đồ á, nó sẽ lợi, nó sẽ cắn xé, nó mổ, nó ăn. Có ở bên Nepal bây giờ vẫn còn những cái trường hợp là người ta đem những cái cơ thể người vào trong để cho mấy con kênh kênh nó ăn á, nó mổ. Mà nó hay lắm, có những cái xương to to mà nó ăn không được, cái nó tha lên, nó bay lên trời, cái nó quăng xuống cho cái xương của nó bể ra, nó mới lấy ăn ở trong cái chất tủy ở trong đó. Đó, nó khôn đến nỗi vậy. Mình ăn xí quách là mình còn này nọ, còn nó quăng lên trời, nó quăng xuống nó bể. Đó, y chang vậy luôn á. Rồi cái thứ ba là gì? Qua cái giai đoạn mà diều hâu kênh nó ăn xong á, thì là những cái xương á, có những cái xương thì nó còn dính lại, có những cái xương nó tách rời ra, thịt và máu nó vẫn còn dính ở trong đó. Cái này giống đi chợ mua thịt quá trời. Rồi cái thứ tư là những cái xương còn dính với nhau nhưng mà không còn thịt, không còn máu, mà chỉ còn những cái đường gân nó liên kết lại thôi. Thứ năm là cái tử thi không còn xương, không còn máu, không còn thịt gì hết, mà chỉ còn đường gân thôi. Thứ sáu là không còn gân luôn, có nghĩa là nó rời ra cái tay chỗ này, cái ngón chỗ kia, cái đầu chỗ nọ vậy đó. Đó là cái thứ sáu. Cái thứ bảy là chỉ còn là xương trắng. Cái thứ tám là bỏ cái xương, cái tử thi đó bỏ trong rừng một năm thì nó sẽ khô lại rồi. Và thứ chín là sau cái thời gian khô đó nó sẽ bị phân hủy, nó thành bột. Thì chính cái loại tử thi này cũng là chính cái phương pháp để mà mình tu tập thiền quán, quán thân. Thì ngày xưa là khi bây giờ ở bên trường thiền cũng vậy, có những vị ở trong trường thiền á, người ta di chúc lại là khi mà tôi chết, tôi muốn hiến xác này để làm cái đề mục cho các vị tu tập. Thì các vị đó chết á, thì ở trong trường thiền sẽ tổ chức một cái buổi lễ hỏa táng và thông báo cho chư tăng, tu nữ, Phật tử ai muốn đến quán á, thì lại đó quán. Thì bỏ lên một cái đống gỗ vậy nè, cho có bánh xe, ruột xe đồ này nọ nữa, bỏ xung quanh đó. Thì mọi người cứ quán. Rồi quán xong rồi cái thời gian khoảng 1 tiếng hay nhiêu đó thì sẽ bắt đầu là phóng hỏa, là đốt những cái ruột xe đó để bắt đầu nó lan qua những cái khúc gỗ, khúc cây. Thì mọi người cứ đứng đó mà quán, đủ thứ mùi hết luôn, barbecue đó. Mà về mà thiệt, sư không có đứng đó lâu, nhưng mà về xong là cái y là phải đi giặt, nó dính mùi khói, nó kỳ lắm luôn, không biết diễn tả làm sao luôn á. Thì có nghĩa là gì? Những cái này nó là một cái phương pháp để mình tu tập. Nó đánh vào cái tâm lý tham của mình, cái tâm lý dính mắc của mình. Con người mình tham nhiều, mình dính mắc nhiều, mình khổ nhiều, cho nên đánh vào trong đó. Để mình làm gì? Có cái thân này nó phải như vậy đó. Có cái thân này nó cũng là một cái đống thịt, nó cũng là tứ đại. Và cuối cùng khi mà tứ đại hết thì nó cũng là một đống xương. Dù lúc mà mình sống, mình làm tiến sĩ, mình làm giáo sư, mình làm hòa thượng, hay là mình làm sư cô, hay là mình làm thiện nam tín nữ, hay là đầu trộm đuôi cướp, thì nằm đùng một cái cũng 6 tấm, cũng đùng một cái một hũ, y chang nhau. Bây giờ cái hũ này với hũ kia bây giờ mình đổ ra không biết ai là ông nội mình, ai là ông ngoại mình luôn á, nói thiệt. Hồi tuần trước Sư mới mở cái hũ cốt, lần đầu tiên Sư mới cầm cái cục xương. Là hồi xưa ông cố Sư mất á, năm 81 á, đốt bằng củi, cho nên xương nào xương nấy to lắm. Còn bây giờ đốt bằng ga đó, xương nhỏ dũng dũng mà. Tự nhiên mở cái hũ cốt năm 81 ra, nó to ơi là to, như mình ăn nó ghê lắm luôn. Mà nó có nghĩa là từ hồi đó đến giờ, năm 81 tới bây giờ là biết bao nhiêu năm rồi, Mình không biết người đó tái sanh ở cõi nào, hay là biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu đời của họ rồi, mà vẫn cứ thờ cái đó. Mình thấy mình vẫn còn chấp vô cái đó. Còn hồi xưa người Ấn Độ người ta gì? Chết quăng vô rừng cho kênh kênh đà điểu ăn, kênh kênh rồi diều hâu nó ăn, hoặc là thiêu rồi thôi. Còn mình ở châu Á mình, nhất là ảnh hưởng của Trung Quốc là gì? Thờ tháp, rồi thờ hình, rồi thờ cốt. Có nhiều khi một cái hũ cốt mà làm nguyên một cái bảo tháp. Thì mình thấy mình vẫn còn dính mắc. Đến nỗi mình chết mình cũng còn dính mắc vô. Có nhất là những người Bắc xưa đi ra ngoài Bắc không dám thiêu. Này mốt tao chết mày không có thiêu nha, nóng nha, phỏng nha, phải chôn. Mà không lẽ sư hỏi chứ chôn chắc phải bỏ oxy xuống cho thở, chôn ngộp thở hả? Ngộ lắm. Sợ thiêu là nóng, nhưng mà không có sợ ngộp. Chứ gặp sư nói chắc phải mua cái bình oxy mà đưa cái dây xuống cho thở. Nghĩa là mình vẫn còn chấp vào trong cái mình chết. Trời ơi, mình di chúc cho đã vô, cuối cùng nó muốn làm gì nó làm, mình không biết. Không lẽ về bẻ cổ nó, có không? Chứ không biết bẻ được không nữa. Thì đó, mình thấy rằng á, con người của mình như vậy. Mình không thấy được những cái hành động mình đi đứng nằm ngồi. Mình không quan sát được những cái hành động cử chỉ. Rồi 32 thể trượt, rồi tứ đại, rồi những... Khi mà mình chết rồi, mình chỉ là 9 giai đoạn của cái bộ tử thi đó. Mình cứ chấp. Ừ, tôi đẹp nên tôi có quyền. Đẹp thì cũng là một đống một hũ thôi chứ không có gì hết trơn. Thì đó là cái, đó là cái phần cuối của phần quán thân. Thì sự cố gắng làm sao để mà mình kết thúc cái phần quán thân ở đây. Để vì quý vị đã từng học về 32 thể trượt, rồi mình cũng học về tứ đại rồi, thì mình cũng biết cách để mà mình tu tập như thế nào rồi. Thì ngày mai cái buổi thanh tịnh đạo của sư cũng nói về tứ đại quý vị. Sư cũng nói đại luôn chứ bây giờ sư cũng biết sao nữa. Sư Hạnh Tuệ cũng mới vừa giảng tứ đại, rồi bây giờ sư cũng tứ đại, rồi ngày mai sư cũng tứ đại, cuối cùng là tứ đại quán. Dạ, thì sư kết thúc cái phần mà quán thân ở đây. Thì quán thân là gì? Mình quan sát những cái thân đó, những cái phần của thân đó, từ cái hành động đi đứng nằm ngồi tới tứ đại, tới 32 thể trượt tử thi đồ này nọ. Để làm gì? Mình thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã. Mình phá bỏ đi cái thường, tịnh, ngã, lạc. Thì mục đích của cái việc mà chứng đạt được minh sát thiền tuệ là gì? Thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Thì sư kết thúc cái bài giảng tối hôm nay ở đây. Idam no nha ti năng hồ tu sukhita hồ tu nha ta vô. Idam no nha ti năng hồ tu sukhita hồ tu nha ta vô. Idam no nha ti năng hồ tu sukhita hồ tu nha ta vô. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyên thuộc đã qua vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Y đăng quá tâm mê buồn nhằn a sâu quá khá già quá hằng hồ tố a na ga tê ca lê. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.